Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có cái gọi là cái làm một cái video về cái hình này. Cho bạn xem. Nay đang có mình là Mon, các bạn đang đến chương trình Plan cùng Mon. Plan tào lao nha. Ok. Thì mình sẽ plan với các bạn cái hình này. Thì cái hình này là hình trees. Thì bây giờ mình làm gì với nó? Thì đơn giản thôi. Ok, trước nhất là chúng ta sẽ test trước cái chữ này trước ha. Nha, thử thử nha. Ok. Rồi. Lên không? Ủa, rồi, lên nè. Tất cả những ánh sáng này nó sẽ chạy nè các bạn xem nè. Các bạn mình sẽ bấm ngay cái stone này nè. Nha, làm lại nha. Ok, reset lại. Ta ta, bầm. Đó. Tự động tất cả mọi thứ đều làm cho rõ lên lại hết. Hình như các bạn, cái hình này mình transform qua rồi. Nó vậy nè, hình góc của nó. Ok, tiếp tục. Cái này mình chụp ở quận nhất. Mình cứ từ từ làm nha. Bắt đầu tới cái auto. Trời ơi, nhìn các bạn thấy không, rõ là khi các bạn làm cái động tác này á, thì cái JPEG của cái file này nè, nó làm cho hình nó bị bệt ra màu xanh luôn. Do đó bạn sẽ phải chỉnh lại, rất là mệt, và nó cũng bị xanh xanh nữa, xanh xanh của phía dưới nè, ám xanh nè ha. Ok đó, khi mình chỉnh ngược lại không thì nó ok hơn nè. Đó, do đó mình để đây đi, rồi mình kéo ngược lại giống như nãy. Right. Ok, thật ra mình chỉ cần cái màu đỏ trước thôi. Thật ra bây giờ là ánh sáng là ok ha, ánh sáng từ đây bên đây, ánh sáng không bị cháy nè, anh này không bị tối quá. Ok, bắt đầu mình chỉnh qua cái phần reset, rồi là cái phần để sẵn á, của các bạn trên mạng á, hay có đó, thì mình sẽ xài cái phần này thôi, không xài nhiều đâu. Đây mình sẽ chọn chọn làm sao cho cái màu đỏ nó đẹp nhất. Đây cái Fuji Atis F100F cộng, thấy nó đỏ hơn, đẹp hơn nè. Cái màu đỏ các bạn thêm cái màu đỏ này đấy. Đó, cái màu đỏ các bạn thấy đẹp hơn đúng không? Đâu, để mình so sánh nha. Này, màu đỏ này với cái màu đỏ này, mình thấy nó đẹp hơn. Đấy, này ở nhà hình như cái nét của nó, các bạn nhìn cái nét nữa. Nhiều bạn thích nét lắm. Thật ra cái cũ nè, cái cũ nó hơi bị mờ, nhưng qua đây nó được nét hơn nè. Các bạn thấy không? Thật ra, nhưng mà trên cái hình nó sẽ tự nét. Mình cũng không có zoom tới maximum thì chẳng, cái bức hình mình nó không tới đâu hết. Do đó mình sẽ kéo nét lại một xíu. Nét quá, ai chịu nói. Chụp nét quá chịu không nói. Thật ra các bạn bị nét một xíu chẳng vấn đề gì hết. Đây, mình kéo lên đây. Right. Cho nó nhẹ lại cái hình của mình. Hình đây rất là nhẹ nha. Hình bên trái nhẹ, còn hình bên phải đang rất là nặng. Và cái highlight rất là to. Highlight là những vùng sáng ở chỗ này nè, rất là khó chịu. Nồi mình kéo nhẹ lên một xíu. Thật ra cái reset này là cái range ngay chỗ này rất là đông, rất là nặng á, nó làm cho bức hình của mình nó nhiều range và giống như là của hình phim á. Do đó mình phải nặng nó xuống, và những cái control dưới đây nó cũng đã bị chi phối bởi cái màu đó rồi. Ok, mình đồng ý với cái chuyện đó ha. Do cái reset này mình nhìn màu nó ok, right, nó như nè, các bạn nhìn ha. Rồi, sau khi đã xong mình tắt cái reset đi. Mình chú tâm vào cái phần ánh sáng phân vùng cho nó. Nhất là cái ghế xong rồi, cái ghế là cái màu ok ha. Bây giờ là cái chỗ này sáng quá chịu không nổi, thì bắt đầu highlight mình kéo xuống cho bớt đi. Với lại cái contrast mình kéo nhẹ lại xíu thôi. Ok. Rồi, cái màu da các bạn để ý nè. Bắt đầu tới cái màu da bên đây đẹp hơn nè. Tại vì nó vàng hơn, bên đây hơi cam, hơi màu cam á. Do cái màu đỏ của nguyên cái vàng này nè, nó đẩy cái màu của cô gái này làm cho nó bị trùng vô, cảm giác nó rất là khó chịu. Ok, thì cái màu sáng mình thấy hơi sáng, mình sẽ chỉnh xuống một xíu, một nấc hai nấc. Ok đó, màu ok rồi đó. Bắt đầu toàn cảnh khu vực là ok nè. Bây giờ mình bắt đầu chỉnh vào cô gái. Chỉnh cái gì của cô gái, thật ra không phải là xóa phông hay là xóa mụn cô gái, mà là mình làm cho cô gái trở nên có cái gọi là, ok, để mình chỉnh lại nha. Có cái gọi là cái màu da cổ thật, để cổ thật nhất có thể ha. Đang bị hơi bị cam á, bị cam với vàng.
trên cái màn hình của mình, còn màn hình khác thì mình không biết ha. Ok, bắt đầu mình chọn, mình lấy một cái gọi là cái gradient filter. Rồi, gradient filter là cái gì? Thật ra nó là phân vùng đấy các bạn. À, mình phân vùng cô gái này, gradient filter. Ok, mình kéo một cái dòng xung quanh cô gái. Bây giờ tôi muốn lấy cái màu da này thôi, chỉ lấy muốn chỉnh cái màu da thôi, còn cái màu khác tôi không quan tâm tới. Thì mình lấy cái Grand Matte chỉnh vào color, hoặc các bạn có thể dùng cao cấp hơn là Luminate, nhưng mà mình thấy không cần thiết khúc này, mình chỉ cần chỉnh màu da thôi. Right, mình chỉnh vô đây, các bạn muốn biết là nó đang chỉnh ở đâu thì bạn bấm vô đây đó, các bạn thấy không? À, là nó đó, ngay cái chỗ màu da đó. Thì như vậy thì khi tôi chỉnh màu da thì tôi chỉnh cái gì? Tôi chỉnh cái màu xanh xuống để màu cam nó bay bớt đi đó. Cho màu xanh để các bạn thử nè, để mình kéo xuống cho các bạn đó, thấy các bạn thấy màu, màu da cô gái đỡ hơi đi hơn hơn không đó, nó bị đỡ bị ám vàng hơn. Sau đó rồi chỉnh tới cái gì, mình kéo saturation xuống để mất cái màu luôn các bạn, này đây đây các bạn ha. Rồi sau đó thì cái highlight của cô gái nè, cái phần highlight chết là mình chỉnh bấm vào đây rồi. À, khi mình bấm vào đây thì cái phân vùng nó sẽ chọn vào cái phân vùng của da nha, chỉ da thôi, chỉ vấn đề da của cô gái. Highlight sẽ nhẹ lại, mình kéo highlight lại. À, đó 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 các bạn thấy rõ rồi nè. Thì đây, đây mình chỉnh xuống một xíu để cái màu da với lại cái gì nó nhẹ đi, nó so với cái bản cũ, và cái saturation này là nó rực màu á, mình cho nó mất màu luôn, mất gần như từ từ phân nửa để mất đi cái màu cam của cái da bị ám á. Rồi cái này mình chỉnh xuống một xíu cho màu xanh đấy. Các bạn thấy màu, cái màu cô gái sáng sáng lên đúng không? Rồi màu da này mình, ngay cái vùng da này mình cũng muốn, sorry bấm nhầm rồi, lại nhầm nữa rồi. Rồi mình cho nó nhẹ lại cái màu để người ta cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Bữa nào mình kéo shadow lên một xíu để cô da cô sáng xíu. Rồi đầu reality xuống xíu. Rain. Ok. À, bắt đầu mình coi lại cái ok, mình chọn ok. Sau đó mình coi lại màu da cô. Thấy đỡ hơn không? Đỡ hơn xíu so với cái màn hình này nha, mình nói màn hình này nha, tại vì mỗi màn hình mọi khác nhau, các bạn có cái cách chỉnh khác nhau. Bắt đầu mình kéo saturation xuống. Rồi. Ok, màu đỏ là ok rồi. Rồi. Cái thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đẩy cái tương phản của bức hình này lên. Khái niệm này là khái niệm cũng đơn giản lắm. Các bạn biết khi mà các bạn làm một cái hình, bạn vẽ một cái hình á, thì các bạn sẽ có cái độ đậm nhạt, đậm càng đậm một xíu thì nó sẽ làm tương phản cao hơn. Do đó mình chỉ cần việc là làm cho những cái chỗ đen trở nên đen hơn một xíu, và những cái chỗ mà nó giống như mình viền á, border đó. Ok, bây giờ nè, mình không cần phải làm, không phải cần contrast hoặc là không cần phải sharpening đâu. No, mình chỉ cần việc làm một cái gradient filter à, nhẹ nhàng ha. Rồi mình sẽ chọn vào một cái vùng chỗ nào đen nhất thì mình chọn vừa vừa đen, vừa tới đen thôi nha. Các bạn thấy chỗ nào đen 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 vừa vừa thôi, chứ không phải đen quá. Đây cái chỗ này vậy, cái chỗ này vậy. Đen cái ghế vừa đen tới thôi. Bắt đầu bạn kéo cái đen xuống nào, bây giờ kéo cái đen xuống xíu. Rồi các bạn thấy rõ đây không? Đó, nó từ nè, nó từ cái trắng nè, nó xuống đen lại nè, các bạn thấy à. Đấy, vừa thôi nha, vừa thôi, đừng có nặng quá. Thì giống như các bạn viền border nó lên vậy đó, và như vậy thì bức hình của bạn nó tương phản giữa đen đỏ rồi, nhưng mình vẫn thấy nó hơi highlight nhẹ lại. Rồi, ok, rồi mình sẽ chỉnh sơ sơ lại, kéo nhẹ lại, rồi cho bức hình càng nhẹ càng tốt. Vì vì lúc đó các bạn sẽ, bây giờ cô gái mình vẫn thấy đang đang bị highlight của ánh sáng trời nè. Bây giờ mình sẽ kéo kéo lại một xíu, kéo cái highlight, chỉ chỉnh highlight thôi nha, chỉnh highlight thôi, tại vì cô gái đang rất là gọi là bị hắt sáng á, nó làm cho bức hình các bạn nó không được như ý. Đấy, mình kéo lại. Ok, rồi cô gái sáng lên xíu, da sáng lên. Ok, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ok, shadow lên một xíu để rõ luôn, rõ toàn bộ khu vực luôn. Rồi. Rất là tinh chỉnh nha các bạn. Các bạn sẽ rất 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 tinh chỉnh với nó.
Rồi sau đó vẫn thấy màu cam đúng không? Các bạn vẫn thấy màu cam, các bạn vào trong cái HSL để các bạn chỉnh cái màu da cho cô gái. Ừ, ngay chỗ này. Chi phối bởi màu da thì chỉ có màu cam và màu vàng. Hai cái này nó sẽ là cái và cái huê này là cái tự chuyển từ màu vàng sang màu cam với lại sang màu xanh nè. Thì mình sẽ chuyển nhẹ sang màu cam một xíu để cảm giác như cô gái hồng lên. Rồi, cái saturation này là của cái da này nè các bạn. À, lên xíu để nó bớt đi, vàng lên xíu. Ok. Đấy. À, do các bạn chỉnh nha, bạn quen tay. Rồi. Mình thấy đơn giản rồi. Ok, xong rồi. À, cái mặt cô gái thì chưa cảm giác như nó bị tím tím hay dạng, mình cho một ánh sáng vào nhẹ thôi. Đấy. Đến. Ok, bây giờ mình sẽ coi lại cái hình nhé. Đây. Cái hình mới và cái hình cũ của bạn xem nhé. Cái độ tương phản nó bắt đầu mình sẽ chỉnh lại một xíu. Ok, cho nhẹ lại, nhẹ nhàng lại. Ok, cho màu đen đen hơn một xíu. Right. Rồi. Các bạn thấy rõ ràng hai bức hình nó sẽ có cái khác nhau. À, mình không cần phải quá nặng. Rồi, bây giờ bên chỗ thằng này mình muốn cho nó đều cái màu, do đó mình sẽ kéo một cái cho một cái sáng lên. Mình thấy phần bên đây nó hơi bị tối, mình cũng sẽ kéo bên đây cái vùng này sáng lên một xíu, do mình không thể control được trong trip. Mình chỉ cần việc chỉnh nhẹ sơ thôi nó sẽ lên lên hình nha các bạn. Right. Right. Ok. Sau đó để hình nhẹ hơn nữa thì bắt đầu mình kéo. Vì đang là cái chương trình blend tào lao nha các bạn. Blend tào lao thì mình thích blend cái gì thì mình blend, mình không có khái niệm gì hết. Khái niệm của mình là mình tự làm ra khái niệm. Đó. À, còn nếu các bạn thích thì bạn xem, còn nếu mà không thích các bạn có thể xem những cái video khác của những các bạn có cái khả năng blend tốt hơn. Mình thì blend mía lắm. Nhưng mà cái mình lên là cái mình hiểu được cái vấn đề là mình tại sao mình làm như vậy. Right. À, cái màu này nó hơi xuống. Right. Màu tím nha bạn, nó nhảy sẽ nhảy qua màu tím á. Ok, trên cái màn hình mình là ok rồi đó. Bây giờ mình sẽ quăng nó qua cái màn hình khác để coi. Nhưng mà thường á mình sẽ làm cho cái màu tím này chỗ này mất nè. Mình không thích màu tím là mình sẽ kéo nó xuống hết luôn. Kéo mất màu tím luôn. Đó. Các bạn. Và như vậy thì các bạn sẽ không bị ám ám tím. Bạn thích thì bạn kéo, còn không thích thì tùy các bạn nha. Mình thì thường là mình thích cho màu xanh nó lên một xíu, màu vàng, màu màu tím nó hơi bị màu tím ở đây nó cũng có đó. Ok, đó. Tím thành đỏ luôn các bạn. Tím là biến thành màu đỏ luôn á. Nhưng mà mình không, mình để nó lại xíu. Right. Cái này rồi. Rồi, cô gái rất là đẹp, rất là xinh. Chỉ có mấy cái vùng mà mình nhìn thấy một cái vùng mà vùng vùng mặt cô ấy nó hơi bị ngã 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 màu tím một xíu. Ok, cho bạn đỏ lên luôn nhé. Ok, đỏ lên đi tinh. Right. Cho bạn lên xíu. Right. Rồi, cô gái không quan trọng trong bức hình này lắm. Cái mặt mình nói là cái gương mặt về cái mà cái nguyên tổng thể bức hình nó mới là cái vấn đề của cái hình này. À, tổng thể nha các bạn. Tại vì cô gái mặc áo đỏ, cái ghế đỏ, nếu cái điện thoại này đỏ nè, stop shot, cái đôi giày cổ cũng được cam hên nhé. Ok, thì mình rất là thích cái tấm này, dễ thương lắm. Cổ đang ngồi tự nhiên, cái mình chụp mình cũng là thường thì người ta sẽ xin phép chạy tới chụp. Thì như vậy sẽ mất đi cái hình này rồi, các bạn không có hình này đâu, do đó thì cứ chụp đi rồi sau đó có thể chạy lại xin phép sau ha, đó là kinh nghiệm. Còn nếu các bạn hình lại xin phép rồi thì coi như mất mất cái phần đó, cái phần tự nhiên của bức ảnh đi. Và như vậy cái hình này cũng dễ thương, cô gái rất là dễ thương, mình rất là thích. Màu đỏ, màu sáng lên một xíu. Right. Rồi các bạn xem ha. Đấy, đây là bức hình mà các bạn mình dùng cái cách blend tào lao của mình á để blend cho bạn xem, để các bạn thấy rõ là bức hình tổng thể nó đã rất là ok rồi, mình không cần phải chỉnh quá nhiều, chỉ là màu sắc và góc độ các bạn làm cho nó nhẹ nhàng hoặc là
nặng quá. Có nhiều bạn thì rất là thích sáp ninh, nhưng thật ra sáp ninh cũng không 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 là không đến độ quá sử dụng nhiều trong cái twist cho đó, thì chỉ sử dụng trong chân dung hoặc là dịch vụ. Thật ra dịch vụ của bạn chụp sáp ninh á thì nó cũng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, là bạn lên thấy 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 bà luôn á, mình lên quá trời mình mệt luôn á, bởi vì mình nói cho ơi sao mà nát quá vậy, mà trong khi mình dùng xài ống kít nha các bạn. Ok, và như vậy mình chỉ cần như vậy thôi. Rồi rồi các bạn post lên trên face rồi, các bạn sẽ có cái bức hình như vậy, highlight. Rồi, các bạn xem cái hình mình trên Face nhé. Ok, chào các bạn. Hôm nay kết thúc cái chương trình này Blend tào lao với Camon. Hy vọng các bạn thích và chia sẻ thế thôi. Ok, chào các bạn nhé. Bye bye. Hẹn gặp.